lễ đâm trâu, một phong tục đặc trưng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tại làng Khê Trang, xã Con Lon, không huyện Khê Bang, Gia Lai. Lễ hội đâm trâu, người Ba Na gọi là Ít Trăng, người Khơ gọi là Sa Ú Thiêu, người Gia Rai gọi là Em Nam Thu, người Lạc gọi là Sarapu, là một lễ hội nhằm mục đích tế thần linh hoặc những người đã có công chủ trì thành lập buôn làng, ăn mừng chiến thắng, ăn mừng mùa màng bội thu hay ăn mừng các sự kiện quan trọng khác. Đây là một trong những lễ hội truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên ở Việt Nam. Con trâu sẽ là vật hiến tế để cầu thần phù hộ cho buôn làng được khỏe mạnh, ấm no, để mừng ngày mùa hay để mừng chiến thắng. Chuẩn bị ở mỗi dân tộc, các nghi thức phụ của lễ hội có phần khác nhau, nhưng đâm trâu vẫn là tiết mục linh đình của lễ hội. Tùy theo mục đích, hoàn cảnh cụ thể và tùy theo từng sắc tộc mà lễ hội này được tổ chức trong những thời điểm, khoảng thời gian và không gian khác nhau. Sông thường là một không gian rộng bên cạnh những ngôi nhà chung của buôn làng như nhà dài, nhà rông. Giữa quảng trường, không gian rộng này có những bộ cây cột cao bằng gỗ hoặc tre, ngọn cột được trang trí bằng hoa lá rừng, cờ, phướng thật đẹp và những lục lạc tre gọi là cù năng. Trên đỉnh cột thường gắn một con chim phượng hoàng làm bằng gỗ, chạm trổ hoa văn tỉ mỉ. Cây cột này tương tự cây nêu của người Kinh, người Ết gọi là Plang Khe Bao. Người Ba Na gọi cây cột này là Con Sakapo, người Gia Rai gọi là Diên Ga. Người chủ trì lễ hội là một già làng. Dân làng chọn một con trâu thuộc giống trâu lam đăng khỏe mạnh, đưa đi tắm rửa sạch sẽ và cho ăn uống no nê, rồi đem buộc bằng sợi dây rừng mềm dẻo nhưng rất bền chắc. Sợi dây này được buộc lỏng quanh cổ trâu chứ không xỏ vào mũi như khi dắt trâu đi làm đồng. Thực hiện nghi thức, chủ trì lễ hội đâm trâu đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần. Chủ trì khấn xong thì các đội cồng chiêng bắt đầu diễn tấu. Đám đông dân làng ca múa, đấu võ, kể khang và ăn uống suốt đêm và đến sáng lễ đâm trâu mới bắt đầu. Nghi lễ đâm trâu là phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Các tráng sĩ được trang bị lao dài sẽ phóng lao giết trâu, vừa phóng lao vừa biểu diễn các bài võ thuật. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan. Sau khi dứt hồi nhạc và các nghi thức cúng bái, người chủ tế là ông Triều Dân cầm cây giáo hình mũi mát đến gần con trâu và bất thình lình đâm một nhát vào đùi trước rồi quay về chỗ ngồi. Đây chỉ là một cú đâm tượng trưng để mở màn. Tuy vậy, con trâu cũng bị đau, nhảy dựng lên, máu chảy ròng ròng. Tiếng cồng chiêng lại tưng bừng nổi lên. Một đội hành quyết gồm 4 chàng trai bước vào quảng trường, trong đó 2 người cầm mã tấu đứng im một chỗ, 2 người cầm lao nhọn, vừa nhún nhảy theo tiếng nhạc, vừa giữ ngọn lao làm như thử muốn đâm con trâu. Trâu sợ hãi chạy vòng vòng cột. Nhưng những chàng trai chưa vội ra tay. Họ chờ cho bước chân nhún nhảy và tiếng nhạc kết hợp thật nhịp nhàng với âm điệu rụt thì thụp rụt kho la rụt, đúng vào nốt nhạc mạnh kho la rụt. Khi những bàn tay của các chàng trai đấm vào vú chiên và khi bàn tay của các cô gái trong đội múa xe ra, một ngọn lao chí tự phóng tới đâm vào sừng trâu, chỗ dưới vai bên trái. Nếu là nhát đâm kiên nhịp, mũi lao sẽ trúng ngay tim con vật khiến trâu chết liền. Nếu đâm không trúng tim, trâu sẽ lồng lên dữ dội khiến đám đông hoảng sợ. Khi đó, hai người cầm mã tấu sẽ tiến lên, một người chém một nhát vào cổ, một người chém một nhát vào cột xương sống phía đuôi làm trâu gãy thành 3 khúc. Sau đó các dũng sĩ đâm trâu rút lui nhường chỗ cho một nhóm khác, kẻ hứng máu, người phân thây xẻ thịt trâu. Thank you.
Thank you.